Đêm qua ngày 27 tháng 5, Cục Hàng không Việt Nam đã gửi công văn khẩn đề nghị cảng hàng không Tân Sơn Nhất ngừng tiến hành việc nhập cảnh các hành khách. Theo ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống COVID-19 và Bộ Giao thông Vận tải, Cục Hàng không Việt Nam đã đưa ra thông báo tới cảng vụ hàng không miền Nam và các hãng hàng không về việc dừng nhập cảnh hành khách tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất Thời gian tạm dừng nhập cảnh hành khách đến cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất diễn ra từ ngày 27 tháng 5 đến hết ngày 4 tháng 6 năm 2021. Các chuyến bay quốc tế và các chuyến bay vận chuyển hàng hóa xuất phát từ Tân Sơn Nhất vẫn được diễn ra bình thường.